Bún ngon thế nhỉ? Ôi, anh Dũng làm cái gì này? Anh Dũng làm cái gì này? Sao anh Dũng lấy của em thế này? À, đây là cái nơ của em chứ sao lại lấy của em? À. Cái gì đây? Nhảy cái gì đây? Nó chả ngoan tí nào cả. Anh nghiện hip hop rồi, sao lại lớn lên cho tập hip hop? Đúng không? Lớn lên cho tập hip hop nhá. Trời ơi, trời. Ai dạy con múa kiểu này? Hả? À, ai dạy con nhảy kiểu này? Cô giáo á? À? Con đứng trên võng nhảy nữa này á? Ôi trời ơi, Dũng bầm rồi. Cái này ngoan này, em đang ấy này. Em đang bức xúc này. Anh Dũng lấy nơ của em này, em đang bức xúc này. Thôi bỏ ra đi, không dán cái nơ của em con. Anh lên. Mệt quá. Giãn hết của em đấy. Đồ của em đấy. Ui giời, ui giời. Con ngủ à? Con buồn ngủ à? À, con buồn ngủ à? Có buồn ngủ không? Buồn ngủ à? À. Ui giời, nằm gần thế thế à? Làm ướt thân vượn thân vượn như thế á? Thế cho mẹ ngủ nhá. Nào thôi Dũng, trả cho em đi nào.